Nước NATO này ngày càng xích lại gần Nga khiến phương Tây mất ăn mất ngủ. Các chính phủ phương Tây ngày càng lo lắng về mối quan hệ kinh tế sâu sắc hơn giữa Thổ Nhĩ Kỳ, một thành viên NATO và Nga, theo tờ Financial Times. Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan trong cuộc gặp mới nhất gần đây ở Sochi của Nga ngày 5 tháng 8 đã nhất trí thúc đẩy hợp tác trong các ngành vận tải, nông nghiệp, tài chính và xây dựng. Sáu quan chức phương Tây nói với Financial Times rằng họ lo ngại về thỏa thuận này Họ đồng thời cảnh báo về nguy cơ gia tăng Thổ Nhĩ Kỳ có thể bị trừng phạt liên đối nếu giúp Nga né các lệnh trừng phạt của phương Tây. Bất chấp việc xích lại gần Nga khiến các đồng minh NATO lo lắng, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tiếp tục tiết lộ 5 ngân hàng Thổ Nhĩ Kỳ đã áp dụng hệ thống thanh toán Mir của Nga khi trở về sau hội đàm với Tổng thống Vladimir Putin tại khu nghỉ mát Sochi ở Biển Đen. Ông Erdogan nhấn mạnh với các phóng viên rằng cả du khách Nga và Thổ Nhĩ Kỳ hiện đã có thể thử pháo nhẹ nhõm và việc thanh toán bằng đồng rúp sẽ là nguồn hỗ trợ tài chính cho cả Nga và Thổ Nhĩ Kỳ. Trong khi Thổ Nhĩ Kỳ phản đối việc Nga tấn công Ukraine, họ vẫn kiềm chế không tham gia vào nỗ lực trừng phạt Moscow của Mỹ và châu Âu. Nước này cũng tiếp tục nhập khẩu năng lượng từ Nga. Năm ngoái, Nga cung cấp 1 phần tư lượng dầu thô nhập khẩu và khoảng 45% lượng khí đốt tự nhiên cho Thổ Nhĩ Kỳ ngoài ra moscow cũng cung cấp thanh khoản ngoại hối cần thiết cho thổ nhĩ kỳ bằng cách chuyển hàng tỷ đô la mỹ cho công ty con rostatom có trụ sở tại thổ nhĩ kỳ để hoàn thành việc xây dựng nhà máy điện hạt nhân bên bờ địa trung hải